chúng con được gặp nhau, kết nên mối duyên bền lâu. Dù cho sóng gió bao tổ, nguyện một lòng mãi không đổi thay. Vì sự gì Thiên Chúa đã kết nối thì loài người không thể chia lìa. Và Ngài hằng ghé mắt chúc phúc tình vợ chồng thắm nồng yêu thương. Khấn xin mãi luôn thuộc về nhau, Chúa sẽ kết trong tình yêu. Lời kinh thăm thiết sớm tối, tình vợ chồng ấm êm thủy chung. Vì sự gì Thiên Chúa đã kết nối thì loài người không thể chia lìa, chọn một niềm kính mến phước lành. Kính thưa bà cố cùng với gia đình, như cái lời ca con vừa nghe của nhạc sĩ Hùng Lân với cái bản hát là Lên Núi Sion, nói về cái ngày mà chính Chúa đã muốn dành cho bà cố. 60 năm trước ông bà cố đã dắt tay nhau lên bàn thờ để kết ước trở về vợ chồng, trở nên một. Và nhờ ơn Chúa cho đến hôm nay, trải qua một chặng đường 60 năm, ông bà cố vẫn gắn bó với nhau, vẫn cười rất là tươi và vẫn rất là hạnh phúc bên cạnh cao bên cạnh con cháu. Trong cái ngày hạnh phúc này, con cũng chào có bố thí thầy và bây giờ cùng cô đại diện cho giáo xứ tạ ơn Chúa bà cố và chúc mừng bà cố. Chúc bà cố luôn tìm thấy niềm vui và bình an trong những tuổi già, trong ơn Chúa và đặc biệt là trong sự vây quanh của đàn con cháu ông bà cố. Chúng ta phải chào bác ngài trước ông bà cố. Khấn xin mãi luôn thuộc về nhau, Chúa sẽ kết trong tình yêu. Lời kinh thăm thiết sớm tối, tình vợ chồng ấm êm thủy chung. Vì sự gì Thiên Chúa đã kết nối thì loài người không thể chia lìa, chọn một niềm kính mến phó thác. Nguyện Ngài hằng giữ gìn nâng niu, tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng con đường tình trăm năm. Qua bao nỗi cơ cầu, mây kín răng sầu, nguyện mãi có nhau. Yêu thương kết trái, vạn ngày dài tình nghĩa không phôi phai. Ngài thương che chở hai trái tim nồng nàn yêu thương, xây mái ấm gia đình son sắc ân tình, người sáng đức tin. Tình yêu có Chúa không bao giờ héo úa, muôn thuở thắm sinh. Khấn xin mãi luôn thuộc về nhau, Chúa sẽ kết trong tình yêu. Lời kinh thăm thiết sớm tối, tình vợ chồng ấm êm thủy chung. Vì sự gì Thiên Chúa đã kết nối thì loài người không thể chia lìa, chọn một niềm kính mến phó thác. Nguyện Ngài hằng giữ gìn nâng niu, tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng con đường tình trăm năm.
cơ cầu, mây tím răng sầu nguyện mãi có nhau. Yêu thương kết trái vạn ngày dài, tình nghĩa không phôi phai. Ngài thương che chở hai trái tim nồng nàn yêu thương, xây mái ấm gia đình son sắc ân tình, người sáng đức tin. Tình yêu có Chúa không bao giờ héo úa, muôn thuở thắm sinh. Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng con đường tình trăm năm, qua bao nỗi cơ cầu, mấy kín răng sầu nguyện mãi có nhau. Yêu thương kết trái vạn ngày dài, tình nghĩa không phôi phai. Ngài thương che chở hai trái tim nồng nàn yêu thương, xây mái ấm gia đình son sắc ân tình, người sáng đức tin. Tình yêu có Chúa không bao giờ héo úa, muôn thuở thắm sinh. Tình yêu có Chúa không bao giờ héo úa, muôn thuở thắm sinh.
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Vâng, kính thưa quý cha, quý thầy phó tế, quý nam nữ tu sĩ, quý cố, quý ông bà cùng toàn thể anh chị em. Hôm nay chúng ta cùng với ông cố Giuse Nguyễn Trường Ninh và bà cố Maria Lại Thị Dư tạ ơn Chúa vì 60 năm hồng ân hôn phối. Trong giáo hội cũng có Kim Khánh, Ngân Khánh, Ngọc Khánh của chức linh mục, giám mục, thì đời sống hôn nhân cũng có những kỷ niệm đẹp. 25 năm, 50 năm, 60 năm, 70 năm, nếu Chúa thương. Hồng ân hôn phối 60 năm quả là một hồng ân đặc biệt. Bởi vì cách đây 60 năm chắc chắn là ông cố, bà cố còn là tuổi trẻ, cũng đi vào nhà thờ và cất cao lời ca: từ nay hai người sẽ dắt dìu nhau. Từ nay hai người sẽ dắt dìu nhau. Lời ca này đối với ông cố bà cố đã cách đây 60 năm. Nhưng tin chắc rằng trong 60 năm ông bà cố vẫn thầm và nhắc nhau câu này: hai người sẽ dắt dìu nhau, hai đến trước bàn thờ Chúa để rồi cam kết một đời sống hôn nhân trung thành. Hôm nay chúng ta tạ ơn cho ông cố, bà cộng đoàn chúng ta nữa. Bởi vì cũng là dịp để chúng ta thấy được khế ước hôn nhân mà Thiên Chúa đã ban là một khế ước bền vững cho gia đình. Và đó cũng chính là lý do để con người được hạnh phúc từ mái ấm gia đình rồi tiến tới đến hạnh phúc tuyệt đối nơi Thiên Chúa. 60 năm hồng ân hôn phối quả là một quãng đường dài hạnh phúc, nhưng 60 năm cũng đong đầy tất cả những thăng trầm của cuộc sống. Và hôm nay ông bà cố tạ ơn Thiên Chúa trong 60 năm mỗi giây hôn nhân vẫn bền vững chung thủy giữa một xã hội đang có chiều hướng là sự hôn nhân không bền vững nữa. Thế nhưng một thánh lễ để tạ ơn 60 năm hôn nhân cũng là một cách nào đó để nhắc nhở rằng khế ước hôn nhân mà Thiên Chúa đã ban là một khế ước bền vững. Đó là cách thế để Thiên Chúa muốn cho con người được hạnh phúc từ mái ấm gia đình để tiến tới hạnh phúc tuyệt đối nơi Thiên Chúa là Cha của chúng ta. 60 năm ông bà cố tạ ơn Thiên Chúa, chắc chắn rằng để chỉ có ông bà cố mới biết được 60 năm trong hành trình đời sống, hành trình hôn nhân như thế nào. Hôm nay ông bà cố dâng lên Thiên Chúa tất cả những cố gắng trong 60 năm trong đời sống hôn nhân gia đình, những thuận lợi, những khó khăn, những giọt mồ hôi, những nước mắt và những nụ cười hạnh phúc. Đó là của lễ mà ông bà cố dâng lên Chúa hôm nay. Cộng đoàn chúng ta cũng hợp ý cùng với ông bà cố và con cái cháu chắt của ông bà cố họ hàng để chúng ta cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa. Không phải chỉ có đời sống hôn nhân mới hạnh phúc, tất cả chúng ta được sinh ra để được mời gọi để sống hạnh phúc. Hạnh phúc của con người được đặt để ở nơi Thiên Chúa. Con người sinh ra để được Thiên Chúa ban cho để được hạnh phúc và sống hạnh phúc. Chỉ vì thế mà mỗi người chúng ta cũng tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc ngay từ ở đời này. Và đặc biệt là với ông bà cố hôm nay, nhân dịp 60 năm hôn nhân lại cả là một vấn đề để chúng ta dâng lên Thiên Chúa lời tri ân và cảm tạ. Để lời tạ ơn, để lời cầu nguyện được xứng đáng, chúng ta cũng nhìn nhận tất cả những thiếu sót của chúng ta. Chúa nhân từ là Cha sẽ tha thứ cho chúng ta để chúng ta vào thánh lễ. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đời. Vì người tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng sinh các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng sáng tạo muôn loài, ngay từ thuở ban đầu, Chúa đã dựng nên người nam và người nữ để họ kết duyên thành bạn trăm năm. Xin rộng ban phúc lành và củng cố đời sống hôn nhân của ông bà cố Giuse Nguyễn Trường Ninh và Maria Lại Thị Dư, để càng ngày họ càng trở nên hình ảnh trung thực của sự kết hợp giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách sáng thế: Đức Chúa là Thiên Chúa phán, con người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy đất nặn ra mọi dã thú, mọi chim trời, và dẫn đến với con người, xem con người gọi chúng là gì. Hễ con người gọi mỗi sinh vật là gì, thì tên nó sẽ là thế. Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi dã thú, nhưng con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng. Đức Chúa là Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người, và con người thiếp đi. Rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người ra và lắp thịt thế vào. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người. Con người nói: phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Nàng sẽ được gọi là đàn bà vì đã được rút từ đàn ông ra. Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt. Đó là lời Chúa. Cho người đã sống cao
cho người đông đúc như sao xa, an vui đến muôn ngàn đời. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, trong các ân huệ của Thiên Chúa, anh em cứ tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất. Nhưng đây tôi xin chỉ cho anh em con đường trồi vượt hơn cả. Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm chẹ xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi rời non mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cho cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Đó là lời Chúa. Xin cộng đoàn đáp và cùng Thầy. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người: "Họ hết rượu rồi." Đức Giêsu đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến." Thân mẫu người nói với gia nhân: "Người bảo gì các anh cứ việc làm theo." Ở đó có đặt 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái.
mỗi chum chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Đức Giêsu bảo họ: các anh đổ đầy nước vào chum đi. Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ: bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc. Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, ông mới gọi tân lang lại và nói: ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ. Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người. Đó là lời Chúa. Trọng kính quý cha, kính thưa quý cụ, quý ông bà và toàn thể anh chị em. Phụng vụ lời Chúa, thánh lễ tạ ơn kỷ niệm Ngọc Khánh hôn phối của ông bà cố hôm nay dìu chúng ta về với ơn gọi phổ quát của mỗi người. Đó là được tạo dựng giống hình ảnh Chúa. Và để con người hạnh phúc, Thiên Chúa đã tạo dựng người nữ và dẫn đến với người nam. Đồng thời Thiên Chúa chúc phúc cho xã hội để họ sinh sôi nảy nở ra nhiều. Nên thánh lễ chúng ta đang cử hành giờ đây đó là thánh lễ tạ ơn vì bí tích cao trọng Chúa dùng để thánh hóa tình nghĩa vợ chồng. Đây là cái biểu tượng của tình yêu giữa Đức Kitô và Hội Thánh mà ông cố Giuse Nguyễn Trường Ninh và bà Maria Lại Thị Dư là chứng tá tuyệt vời sống động đang ngồi đây. Mời chúng ta đến để dâng lễ hiệp lời cầu nguyện tạ ơn vì hồng ân đó đối với ông bà và chúc mừng ông bà nữa. Nên chúng ta nổ một tràng pháo tay để chúc mừng cho ông bà cố. Chứng nhân bằng xương bằng thịt chứ không chỉ có bằng lời. Nên giữa ông cố đây là họ hàng cùng với bè bạn, người trong và ngoài giáo xứ đến chúc mừng kỷ niệm ngày này năm xưa, đúng tròn 60 năm, chỉ khác có thời tiết thôi. Tôi được biết là ngày này năm ấy cách đây 60 năm tròn, trời mưa to lắm. Hai ông bà được họ hàng dẫn đến nhà thờ trước sự chứng giám của cha cố Phaolô Vũ Ngọc Chỉnh để bày tỏ sự ưng thuận kết ước nên vợ nên chồng đến nay được 60 năm tròn, hay còn gọi là lễ Ngọc Khánh hôn phối là thế đấy. Tạ ơn Chúa, kính thưa cộng đoàn, bởi vì từ hư vô Chúa đã an bài sắp đặt tạo dựng ông bà giống hình ảnh Chúa và kết hợp nên vợ nên chồng giống như A-dông và E-va xưa vậy. Ông cố tạ ơn Chúa với ơn gọi làm người, sinh ra bởi cụ Tô và cụ Lễ đạo đức để phúc cho con. Đặc biệt ấy, tạ ơn
vì nhớ thuở năm nào. Đến hỏi cô thôn nữ tên là Dư đó, chỉ có ông cố biết, mà được cô đồng ý về sống kiếp vợ chồng cho đến ngày hôm nay. Tôi bật mí cái chuyện xưa nhé. Đó là có anh chàng Ninh đến hỏi cô thôn nữ tên là Thị Dư. Khó lắm mới được cô ấy đồng ý đấy. Đến nỗi mà đã ăn hỏi nhỏ xong rồi, cô vẫn nói với mẹ: mẹ ơi, đem trả chầu đi, con không lấy anh đi đâu. Ông cố còn nhớ phải không? Thế bà cụ lúc ấy nói sao? Khuyên con chưa được. Cô nói tiếp: Mẹ đi mà cưới anh ấy, con không có cưới anh ấy đâu. Thì bà bảo: mày không lấy thì mày đem câu đến mà trả. Đấy là chuyện các cụ ngày xưa. Sẽ có người nói: làm cao vậy? Thưa, làm cao là đúng thôi. Bởi vì cô Dư ngày ấy là con gái Hà Thành đấy. Các cô Hoàng Nguyên bây giờ vẫn là Hà Nội 2 nhá. Đấy. Bà sinh ra ở Hà Nội bởi vì bố là người quan sán, nên hôm nay có các ông các bà quan sán ở đây đến nhận họ phải không? Bao nhiêu năm trời mới nhận được họ. Đấy. Mẹ là người Hà Tây, cả hai nên duyên vợ chồng ở thủ đô nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đấy, không phải Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày hôm nay đâu. Cái chuyện xưa nhưng mà rất thật. Nhưng mà thưa bà cố không lấy, nhưng bà cố đã lấy. Vì mối duyên này Chúa đã xe định rồi, và lại được chúc phúc nữa, nên mới ở với nhau đến 2/3 thế kỷ. Bà cố tạ ơn trời, cảm ơn người, cho dù là mồ côi bố, nhưng được tình thương của dượng ấp ủ đỡ nâng thành người, dựng vợ gả chồng ấm êm hạnh phúc. 60 năm sống kiếp vợ chồng, như cha Quản Hạt nói lúc đầu lễ, không phải chỉ có thời buổi ngày hôm nay mà thời nào cũng vậy. Sống kiếp vợ chồng với bao nhiêu năm tháng, ông bà cũng trải qua những mùa xuân thật là đẹp, mùa xuân đẹp lắm, nhưng cũng gặp những mùa hạ oi nồng như ngày hôm nay, và có mùa thu ảm đạm, mùa đông rét đầm và rét hại nữa. Và thời gian đã làm bạc đi cái màu hồng của ngày cưới ấy. Giống như tiệc cưới Cana, mọi người đang vui vẻ, bỗng thiếu rượu, bớt vui. Đời sống gia đình không êm xuôi như nước chảy một chiều, phần lớn chúng ta đều đã sống và đã trải qua và đã đang sống. Con đường mà ông bà cố bước đi, có lúc lùi lội trên bùn đất của cuộc đời, loạng choạng trên những trơn trượt của cuộc sống, phải cố gắng dìu nhau đi giữa những bất chắc của thế gian. Và có lẽ vì vậy mà người ta gọi là ngọc, lễ cưới ngọc, quý như ngọc, là thế. Có hai cái câu thơ người ta thường đọc lên để biện minh cho cái nhìn tiêu cực về tình yêu hôn nhân gia đình ấy. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời hết vui khi đã vẹn câu thề. Phải chăng hôn nhân
bí tích hôn nhân chỉ là một trói buộc tàn nhẫn, làm mất đi cái tươi đẹp, hạnh phúc và tự do của con người. Như một số đôi ngày hôm nay đổ vỡ, đều đến trình bày lý do rằng tại sao giáo hội khó khăn đến thế, chúng con ở với nhau không được thì cho chúng con lấy người khác đi, mà ở với nhau mãi càng ở thì càng khổ. Đấy, đấy là lý do. Không, hôn nhân 60 năm của ông bà cố đã vẹn câu thể và sẽ còn trọn vẹn nữa với rượu nồng mà Chúa trao ban. Đó là tình yêu ông bà đang có và đang để dành, chỉ còn lúc thiếu thì lấy nó ra để mà tiếp tục yêu thương nhau, lan tỏa tình yêu ấy cho họ hàng, nhất là cho con cháu, như rượu trưng ra lần thứ hai ngon nồng vậy. Hôm nay 60 năm tròn, ông bà vẫn tươi đẹp. Đấy. Tình yêu vẫn thấm nồng. Tạ ơn Chúa là phải thôi. Không có nói đâu xa, cứ nhớ lại những lời cầu chúc trong lễ hôn phối, đặc biệt lời kinh tiền tùng mà cha cố Phaolô Vũ Ngọc Chỉnh đọc năm nào, nhớ lại nó mới đẹp làm sao. Nhờ cha dự liệu và ban ơn, cha làm nên hai điều kỳ diệu là cho đôi bạn sinh con cái để trần gian được tăng vẻ huy hoàng và cho con cái họ được tái sinh. Ninh lấy dự sinh anh, sinh oánh, sinh huân, hiền, tuân, tuấn, tuyển. Đấy. Hai bạn được sinh con và cho con cái họ được tiếp tục tái sinh, huân sinh hoàn. Đấy. Và cứ thế, giáo hội xin Chúa ghé mắt nhân từ nhìn đến ông bà và xin cho ông bà được đầy lòng yêu thương, biết ăn ở thuận hòa, luôn noi gương thánh nữ, nhất là bà đã được tán dương trong sách thánh. Quả thật bà đã phải cố gắng để mà sống đạo giữ đạo, trở nên những người lành thánh, ít ra cũng phải cố gắng lắm thì mới trở nên một bà cố đấy. Đấy. Xin cho ông biết tròn niềm tin tưởng ở bà, nhìn nhận bà là người bạn bình đẳng và cũng được thừa hưởng sự sống là hồng ân Chúa ban. Bà cố đã được điều đó, nên hôm nay tạ ơn Chúa. Xin cho ông biết luôn luôn kính trọng và yêu thương bà như Đức Kitô đã yêu thương hội thánh. Nếu không kính trọng nhau thì không ở đời ở kiếp với nhau như thế này đâu. Khó lắm. Nếu không thì mỗi người một nơi, hoặc có ở chung thì cũng mỗi người một nồi, ăn mỗi người một mâm. Tôi đã từng chứng kiến và khuyên giải có đôi 83 năm rồi mà không ăn với nhau được một mâm. Ông ở nhà trong, bà ở nhà ngoài. Đấy. Không phải dễ. Lời cầu nguyện xin cho ông bà được đông con nhiều cháu, trở nên cha mẹ mẫu mực khôn ngoan. Ông bà cố đã sinh được 6 trai, 2 gái và hiện nay có 19 cháu. Sao không thể tạ ơn Chúa được? Ngàn lần tạ ơn cũng không đủ, bởi vì những lời mà cầu chúc năm nào đó đã trở thành hiện thực đối với ông bà. Giờ đây cả hai cùng tạ ơn Chúa, và lát nữa đây chắc ông và bà sẽ nói lạy Chúa, chúc tụng Chúa đã ban cho con, để con nhận ông đây làm chồng, hoặc là con nhận bà đây làm vợ. Chắc như thế. Chúc cho ông bà được hồng phúc có con nối dõi tông đường, được bạn hữu mến thương giúp đỡ và sống hòa hợp với mọi người. Phải nói và phải khẳng định rằng
ông bà có được ngày hôm nay là sự giúp đỡ của bao nhiêu người, của cha mẹ hai bên, đó là chuyện đương nhiên, của anh em, của nghĩa xóm tình làng, của những người đồng hành và ngày hôm nay vẫn còn tiếp tục nữa. Chúc ông bà trở thành nhân chứng tình yêu của Thiên Chúa giữa thế gian. 60 năm, một nhân chứng sống động, luôn rộng lòng tiếp đón người khổ đau, nghèo, khó, để ngày sau chính họ sẽ đền ơn và mời đón ông bà vào nhà cha trên trời. Ông bà phải quảng đại lắm mới có thể dâng con cho Chúa. Đó là cha Giuse Nguyễn Văn Tuân ngồi đây. Và cũng cả quảng đại hơn, dùng thời gian sức lực để làm tham gia một vụ đảm đương trách nhiệm. Nào là ông quản, khi tôi đi học cấp 3 bé bé đi lên nhà xứ đã thấy ông quản ngạnh rồi, lúc ấy vẫn gọi là ông quản ngạnh đó. Làm quản, làm trùm, làm chánh chương, ông còn nhớ bao nhiêu năm không nhỉ? Hình như là gần 40 năm trời ấy. 38 năm trời đấy. Cha Liên biết ngày hôm nay đang bầu ban mục vụ, có những nơi thì họ vẫn xung phong làm, có những nơi thì bảo là nghỉ đi, họ không nghỉ, nhưng mà nhiều nơi mời mãi không thấy người đấy. Không phải dễ đâu. Qua đời sống thầm lặng hy sinh, thủy chung vợ chồng và lòng nhiệt thành quảng đại xây dựng hội thánh, qua lời chứng sống động về việc thực thi lời Chúa và sống trọn vẹn bí tích hôn nhân, ông bà đáng được Chúa thương chúc phúc, thưởng công ở đời này. Rõ ràng, ngồi đây con cháu quây quần cùng với họ hàng, thân bằng, quyến thuộc. Quả thật, nếu không có ơn Chúa qua bí tích hôn nhân thì làm sao có thể sống hạnh phúc bên nhau suốt 60 năm trường được. Sinh hạ và nuôi dưỡng, giáo dục thành công những mặt con cho đến hôm nay, vẫn còn hân hoan hạnh phúc quỳ bên nhau, ngồi bên nhau trước cộng đoàn dân Chúa và trước mặt Thiên Chúa, trước cháu con để kỷ niệm ngày kết ước hẹn thề. Như thế, cái câu thơ ấy, mà người ta đọc để biện minh đấy, sẽ trở thành tình chỉ đẹp khi còn trong Chúa, đời vui hơn khi đã vẹn câu thề. Ông bà đây chắc chắn tiếp tục sống những ngày tháng tới. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa chúc phúc cho ông bà. Tình yêu với tuổi già sẽ có ngày vơi cạn, nhưng mà vơi cạn ở đây không phải là hết, mà vơi cạn do thời gian, do tuổi tác. Tình yêu ấy ông bà vẫn có sẵn, lấy ở đâu ra? Thưa, cầu cứu mẹ Maria, mẹ sẽ xin Chúa để ban cái tình yêu ấy như là rượu lúc thiếu ấy. Để rồi rượu ấy lại càng thơm nồng hơn, tình yêu lại càng đắm thắm hơn, để ông bà với con cháu quây quần trở nên một gia đình gương mẫu. Đã gương mẫu thì gương mẫu hơn, đã hạnh phúc thì hạnh phúc hơn, đã được dồi dào ơn Chúa rồi thì được dồi dào ơn Chúa hơn. Cầu chúc ông bà và toàn thể gia đình được như vậy. Xin cảm ơn.
tưởng nhớ lại lễ cử hành năm xưa. Trong đó, qua bí tích hôn phối, ông bà đã liên kết cuộc sống với nhau bằng mối dây không thể tháo gỡ. Giờ đây trước mặt Chúa, ông bà muốn lặp lại những lời hứa mà năm xưa ông bà đã cam kết với nhau. Ông bà hãy cầu khẩn Chúa ban ơn để những lời hứa này được nên vững bền. Lạy Chúa, chúc tụng Chúa vì được Chúa ban ơn, con nhận bà Maria là vợ. Lạy Chúa, Chúa chúc tụng Chúa vì nhờ ơn Chúa, Chúa đã ban cho con được nhận ông Lucia này làm chồng của con. Lạy Chúa, xin Chúa giữ gìn ông bà mọi ngày trong suốt cuộc đời. Xin Ngài ủi an ông bà lúc gian nan, phù giúp ông bà khi thịnh vượng và ban cho nhà ông bà được tràn đầy phúc lành của Ngài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, xin gia tăng và thánh hóa tình yêu của các tôi tớ Chúa đây, để những người đã trao cho nhau những chiếc nhẫn này làm dấu chỉ lòng chung thủy cũng luôn được thăng tiến trong ân sủng của bí tích. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Còn thấy ông bà cố căng thẳng quá. 60 năm trước các có căng thẳng thế này không ạ? Con không nhớ được. Chúng ta cùng nổ tràng vào tay để chúc mừng cho ông bà cố. Anh chị em thân mến, trong niềm hân hoan tạ ơn Thiên Chúa, cùng kỷ niệm 60 năm ngày thành hôn của ông cố Giuse Nguyễn Trường Ninh và bà cố Maria Lại Thị Dư, chúng ta cùng hiệp ý dâng lên Chúa những lời nguyện chân thành. Xưa Chúa đã không ngần ngại sánh ví hội thánh là hiền thê của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa thương gìn giữ hội thánh Chúa trong hiệp nhất, yêu thương và không ngừng phát triển trong thế giới hôm nay. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Tình trạng ly dị, ly thân là một trong những thách đố lớn cho xã hội và giáo hội hôm nay. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bạn trẻ biết trân trọng phẩm giá của mình và của người khác, biết sống theo lời răn dạy của Chúa, để đời sống vợ chồng mãi luôn vững bền trong sự tôn trọng và cùng giúp nhau thăng tiến trong hành trình đức tin. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Xưa Chúa
Chúa đã dùng bí tích hôn nhân để liên kết ông Giuse Nguyễn Trường Ninh và bà Maria Lại Thị Dư nên một. Chúng ta cùng cầu xin chúc lành, đồng hành và hướng dẫn đời sống ông bà hôm nay và mãi mãi, để ông bà luôn sống bên nhau hạnh phúc, an vui tuổi già như ý Chúa muốn. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Những người con được sinh ra bởi tình yêu của ông bà và xuất phát từ tình yêu Thiên Chúa, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các con cái, cháu chắt của ông bà luôn ý thức làm tròn bổn phận của một người con trong gia đình và trở thành chứng tá cho Chúa giữa lòng đời hôm nay. Chúng ta cầu xin Chúa. Lạy Chúa là Cha yêu thương, xin vui nhận những lời nguyện chân thành của con cái nài van trong ngày kỷ niệm Ngọc Khánh hôn phối hôm nay. Xin lấy tình phụ tử mà gìn giữ chúng con trong hiệp nhất, yêu thương như ý Chúa muốn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin Cha đoái thương tình yêu con hiến.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh. Lạy Chúa, khi Đức Kitô bị treo trên thập giá, Chúa đã cho máu và nước từ cành sườn người chảy ra để nói lên mầu nhiệm nhân loại được tái sinh. Xin thương nhận của lễ chúng con dâng để tạ ơn Chúa nhân ngày kỷ niệm hôn phối của ông bà Giuse Nguyễn Trường Ninh và Maria Lại Thị Dư, và ban cho họ muôn phúc lộc trong cuộc sống gia đình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này, chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa. Khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì sau khi tình trạng xưa cũ bị hủy diệt, toàn thể những gì bị loại bỏ đều được đổi mới, và sự sống nguyên vẹn được phục hồi cho chúng con trong Chúa Kitô. Vì thế với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng. Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm Đức Tin. Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa.
Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong nước mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha tòa hơn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng kêu chúng con cho. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Chúa Giêsu Kitô, con sắp rước mẹ và mẫu tới Chúa, người con bị đưa xét xử một lần và nhưng mà Chúa nhân từ xin
Đây trên thiên Chúa đây đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên thiên Chúa. Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin mình mẫu Thánh Chúa Kitô xin Chúa. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, hai người con của Chúa đây là ông Giuse Nguyễn Trường Ninh và Maria Lại Thị Dư, vừa được mình và máu thánh Đức Kitô bổ dưỡng. Xin cho họ biết mở rộng tâm hồn, sống vui vẻ yêu thương, để xây dựng một gia đình thuần hòa đạo đức, luôn sẵn sàng lấy tình bác ái mà nâng đỡ mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúng con xin trân trọng kính mời Cha quản hạt, quý Cha cùng toàn thể cộng đoàn an tọa. Trong tâm tình tri ân của ngày lễ Ngọc Khánh, giờ đây con xin giới thiệu ông Cố sẽ lên có lời cảm ơn tới Cha quản hạt, quý Cha cùng toàn thể cộng đoàn. Trọng kính Cha Giuse, quản hạt Phú Xuyên, Cha xứ và Cha phó xứ Hoàng Nguyên, quý Cha đại diện chủng viện Thánh Giuse, quý Cha đừng thế. Kính thưa quý thầy, quý sơ, quý cố, quý thân nhân huyết tộc nội ngoại thuộc Hoàng Nguyên và Quang Sán, quý anh chị em Ninh Tông của cố Giuse Maria Bùi Tám, quý hội đồng mục vụ, quý khách xa gần cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Trong tâm tình hân hoan mừng 60 năm Ngọc Khánh phun hối hôm nay, vợ chồng chúng con và con cái cháu chắt đã hiệp lòng cùng quý Cha và cộng đoàn chung lời tạ ơn Thiên Chúa. Vì biết bao hồng ơn huệ Người đã thương ban và gìn giữ gia đình chúng con, trong ngày kỷ niệm mừng Ngọc Khánh 60 năm hôn phối của chúng con, chúng con cùng nhìn lại cuộc hành trình đã qua. Kể từ ngày vợ chồng chúng con được Cha cố Phaolô Vũ Ngọc Trình dâng thánh lễ và chúc hôn cho chúng con ngày 26 tháng 4 năm 1964 đến hôm nay. Ngày 26 tháng 4 2024, trọng kính Chúa, quý Cha và cộng đoàn, 60 năm một hành trình, một mốc lịch sử của hồng ân bí tích hôn phối Chúa ban. Trong cuộc hành trình này, chúng con đã đón nhận với biết bao cung bậc trầm bổng, buồn vui, bao mặn ngọt cay đắng trong tình nghĩa vợ chồng, bao lo lắng ưu phiền trong bổn phận làm cha mẹ, bao cố gắng nỗ lực hy sinh nhờ hồng phúc Chúa ban. Chúng con có được một tình yêu gắn bó chung thủy vững bền cùng năm tháng. Chúng con cảm nghiệm được rằng nếu Chúa không gìn giữ chở che thì chúng con chắc chắn sẽ không có được một ngày, một đại gia đình với 7 mặt con, 5 trai và 2 gái, 28 đứa cháu, 16 đứa chắt như ngày hôm nay. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, chúng con xin hết lòng cảm ơn Cha quản hạt, Cha xứ, Cha phó, quý Cha đồng tế đã vì tình thương mến bớt chút thời gian về dâng lễ tạ ơn cầu nguyện cho chúng con. Chúng tôi cũng xin cảm ơn họ hàng thân quyến, quý khách gần xa cùng cộng đoàn dân Chúa
đã hiện diện trong thánh lễ này như một diễn tả cuộc sự hiệp thông, tình mến thương và lòng yêu ái dành cho chúng con. Chúng con xin cảm ơn Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Ca Đoàn, Ban Âm thanh Ánh sáng và những người có trách nhiệm tổ chức thánh lễ tạ ơn hôm nay được long trọng và sốt sáng. Nguyện xin Chúa trả công bội hậu trên cha quản hạt, cha xứ, cha phó, quý cha đồng tế, quý khách và cộng đoàn. Sau thánh lễ, gia đình chúng con xin quý cha và quý khách ở lại chung vui với gia đình chúng con. Chúng con xin kính mời. Vâng, kính thưa quý cha, quý ông bà cố và cộng đoàn dân Chúa đang hiện diện. 60 năm lâu lắm rồi. Các cha ở trên gian cung thánh thì từ bây giờ thì kiếm mà 60 năm thì bây giờ chưa sinh. Đấy. Ông cố cưới vợ được 5 năm để tôi đến Hoàng Nguyên. 1969 là tôi đến Hoàng Nguyên thì ông cố vừa mới lấy vợ được 5 năm. Đấy. Thế là cũng lâu lắm rồi. 1969 thì tôi ở Hoàng Nguyên. Thế bà tôi cũng nghĩ là cái 1000, cái số 24 này nó có mấy cái mốc gắn bó. Nhà xứ Hoàng Nguyên mà cha xứ đã hạ giải cũng xây năm 1924. Năm 1924 thì cố trình vào chủng viện Hoàng Nguyên. Đấy. Nhà xứ Hoàng Nguyên xây được ngày, xây năm nào thì chúng là ngày mà cố trình làm các chú bắt đầu học ở Hoàng Nguyên. Thế mà năm nay ông cố 60 năm hôn phối. Đấy, lâu lắm rồi. Đấy, cái nhà xứ này vừa 100 năm phá đi rồi. Thì ông cố có 60 năm gắn bó với cái nhà xứ xây 1924 này. Đấy. Thế và tôi cũng rất là diễm phúc khi được đồng hành với cố Paulo và giáo xứ Hoàng Nguyên và giáo miền này cũng rất là lâu rồi. Đấy, mà hôm nay ông cố kỷ niệm 60 năm hôn phối. Chúng tôi chỉ là những người đến sau thôi. Nhưng mà diễm phúc cho tôi là những người đến sau, nhưng mà cũng được biết rất là nhiều về Hoàng Nguyên, về cố Paulo và nhất là về ông bà cố cưới Ngọc Khánh hôm nay hôn phối. Đấy, thì đây cũng là một cái người ta nói là có duyên thì hay gặp nhau. Có duyên thì hay gặp nhau. Đấy, mà tôi có duyên với Hoàng Nguyên. Vì có duyên Hoàng Nguyên cho nên là gặp những người Hoàng Nguyên từ rất là lâu rồi. Và hôm nay vẫn đứng ở đây để gặp lại những người Hoàng Nguyên, gặp lại cái khung cảnh và cái đất Hoàng Nguyên. Đấy, biết bao nhiêu những kỷ niệm gắn bó ở Hoàng Nguyên này. Đấy, từ khi còn khó khăn, vất vả với con dân Hoàng Nguyên, lam lũ vất vả tới ngày hôm nay. Đúng là một hành trình cuộc đời, cũng hành trình cuộc sống. Nó không giống nhau, thế nhưng mà nó cũng đan dệt tất cả. Ông cố vừa mới nói là 60 năm hôn nhân thì có cả đắng cay, đúng như thế. Mà cái nồi lẩu mà không có tí ớt, không có tí cay cay thì nó chả ra làm sao. Nó phải có cay, có đắng, có ngọt bùi thì nó mới làm nên một cái bữa tiệc thích soạn. Cuộc đời nó cũng như là một bữa tiệc. Nó, nếu mà lúc nào chỉ có uống nước đường không thôi thì nó cũng nhạt nhẽo lắm. Nhưng phải có tí ớt vào, phải có tí cay vào, phải có tí mặn vào, phải có chân chát nó vào. Thì bây giờ nó mới đẹp. Thế nên là không sao. Thăng trầm cuộc sống mà, cho nên là 60 năm ông cố đã nếm cảm tất cả những sướng khổ, vui buồn, sướng khổ, ngọt bùi, cay đắng. Nhưng có như thế thì đời nó mới đẹp. Đời không phôi pha không phải là đời. Đời không có những đắng cay mặn chát thì chưa đẹp, thế là phải đẹp. Thì hôm nay ông cố bà cố cùng với con cái cháu chắt dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Tôi cũng được diễm phúc khi được về để chủ tế thánh lễ hôm nay, để tạ ơn Chúa cùng với ông bà cố và đại gia đình cũng như là cộng đoàn dân xứ Hoàng Nguyên cùng với quý cha. Và lần nữa xin Chúa chúc lành cho ông bà cố sẽ vui trong tuổi già. Trong tuổi già, người tuổi già thì đẹp lòng Chúa, người tuổi già thì được Chúa yêu thương. Và tiếp tục ông bà cố sống vui để trở nên chuẩn mực cho con cái cháu chắt cũng như là làm gương sáng cho đời sống hôn nhân gia đình với bí tích hôn nhân, một bí tích bền vững mà Thiên Chúa đã thiết lập.
để có như vậy thì xã hội loài người mới có thể tốt lên được. Bởi vì gia đình là tế bào của giáo hội và xã hội, có nhiều gia đình tốt lành, chung thủy, kỷ cương thì có một giáo hội, một xã hội tốt lành. Một lần nữa xin chúc mừng cho ông bà cố cũng như là đại gia đình, và ông xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người chúng ta, cộng đoàn Hoàng Nguyên chúng ta nữa. Xin mời cộng đoàn chúng ta đứng để kết thúc thánh lễ. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.